Thời gian qua, các cấp công đoàn ngành công thương đã chủ động phối hợp với chính quyền chuyên môn xây dựng chương trình kế hoạch tuyên truyền, triển khai luật phòng chống tác hại thuốc lá đến đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trong toàn ngành. Theo UKVFTA, bên cạnh việc giữ nguyên các lợi ích trong quan hệ thương mại hai nước hiện nay, 99% thuế xuất nhập khẩu giữa hai nước sẽ được xóa bỏ sau khi kết thúc lộ trình cắt giảm thuế quan. Đánh giá về ý nghĩa và tác động của UKVFTA, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam ông Trần Tuấn Anh cho biết, UKVFTA không chỉ giúp người tiêu dùng Việt Nam sử dụng sản phẩm từ Anh với mức thuế ưu đãi, mà các nhà đầu tư và doanh nghiệp hai bên cũng có cơ hội lớn tham gia quá trình tái cơ cấu, chuyển dịch làn sóng đầu tư vào Việt Nam, hình thành chuỗi cung ứng mới. Còn Bộ trưởng Bộ Thương mại Quốc tế Vương quốc Anh Lee Truss cho biết, UKVFTA là yếu tố quan trọng để đảm bảo tính liên tục cho mối quan hệ thương mại, năng động và ngày càng tăng trưởng giữa hai quốc gia. Thỏa thuận thương mại tự do Anh-Việt Nam là một bước tiến quan trọng trong bối cảnh nước Anh sẽ chính thức xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP vào đầu năm 2021, giúp thắt chặt hơn mối quan hệ của Anh với Việt Nam, mang lại nhiều cơ hội cho nền kinh tế cũng như người dân hai nước.